Hello everybody, welcome to Heo VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game mới ha. Bỏ qua cái này đi, nó lằng nhằng bỏi quá. Ok, nhìn là thấy quen liền phải không? Hôm bữa hình như trước Tết gì là cũng có up một cái bản. Nhưng mà cái bản đó nó dẹp rồi. Nó bây giờ nó mới update là cái bản mới nè. Đó. Nghe đồn đâu là thông tin là bản này phi khơm lắm. Nhưng mà chưa biết khơm cỡ nào. Đúng. Nè, con này không phải là Elsa nha. Con này là con mẹ rồng đấy. Mẹ rồng trong phim cái phim gì quên mẹ nó rồi. Trò chơi vương quyền á. Đó, nè chuẩn bị nè, triệu hồi rồng tới nè. Xanh đó, thấy không nó hình như mẹ còn một hai con rồng nữa. Anh em nào chưa coi trò chơi vương quyền thì coi đi ha. Đó, mai chiều dính bản quyền nó xóa hết. Giờ phim hay lắm anh em, trời ơi coi mà ta nói chùi nước miếng lia lịa luôn. Ok, đánh hơi lâu ta. À đúng rồi, chúng ta có cái nhân 8 nè, quên nữa. Đây, trời ơi. Ok, đã xong hướng dẫn đầu game. Bỏ qua luôn. Ok, con này chơi cũng giống như con rồng thần quyền hội ha, là Goku đồ này nọ đó anh em. Đấy, giống tự tự như vậy ấy. Đầu vô chúng ta cũng chạy hướng dẫn đầu game. Rồi cũng cán phó bản nè, coi nè. Đó. Đây có quỷ du thường đồ nữa nè hả. Đó. Ninja đồ. Ok. Thôi tăng cái nhân 8 để chúng ta có thể hot được cái game lúc mà nó auto á. Mấy cái bản này nên có nhân 8. Nhân 8 nó nhân 8 nó nhanh hơn, đánh nó lẹ hơn. Rồi ok. Đó, xong hả? Cái này gì đây? Chúng ta có hư đây 5.000 tệ. À 5.000 nè hả? 2.000 nữa là 7.000. 8.000 dưới cái đống này cho nó là khoảng 9.000 tệ nha. 2, 4, 6. Rồi được thêm gần cái đẹo kim cương. Đó. Rồi một đống luôn. Nói chung là đâu, tính ra cái này 100. Không tới 10.000 tệ. Nó tiếc ghê ha. Ok, nhưng mà nhiêu đó cũng được rồi anh em. À, ở đây được tệ nữa nè. Đồ được tướng mã siêu ha. Ghê. Ngày thứ hai chúng ta sẽ được một con tướng 3 sao Medusa. Rồi ngày thứ 8 chúng ta sẽ có một con 3 ớt nữa. Đó là Triệu Vân ha. Và ở đây chúng ta được 100, 200 nè, 300 nè. Cái này là 400 đi. Đó. Rồi đây VIP thì chúng ta được phi mát VIP ha. Đây mát VIP 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mát VIP 20 ha. Đó, còn lên nữa 25, GM2, GM3 đồ. Đà le hộp me hết nè, GM10 rồi. Đù, nay bản này có tướng UR luôn anh em. Wow. Gì ghê hả? Ôi dồi ôi, nay game có tướng UR luôn. Bà mát thì GM15 ha. Ngon, nhưng mà chưa biết ngon cỡ nào. Cái gì đây? Điểm danh nữa. Trời ơi, điểm danh ra tệ nó mới ngon, chứ điểm danh ra mấy cái này ngon đâu. Ủa, hoa đà nữa nè. À,
2, bản này Việt hóa cũng hơi hôm ạ. Vima ngày thứ 7, ngày thứ 8 được tướng Hoa Đà. Ok, whatever hả? Đó ông ta, chắc là whatever. Còn cái này là quà tiêu phí nè. Đó, ổn phải lực chiến hả? Đồ. Có nhiều cái event dữ ta. Cái này chiêu mộ. Này mua toàn dân hả? Toàn dân có được mua méo đâu. Rồi cái này điểm danh hàng ngày không có free vé tệ rồi, hơi su cà na hả? Đù, nhìn thấy ngon không anh em? Đây, Quang Vũ SSR hả? Gơi hồn không? Oh man, bản này thơm hơn mấy bản kia hả? Đù, ở đây nữa nè. Được 300 500, 600. Ồ vậy là tính sơ sơ là hồi nãy giờ là nếu mà cộng hết lại là chúng ta free được cũng cả 10.000 tệ á anh em. Thơm thơm thơm. Ờ đù, có GM shop nữa hay gì đây? Có luôn GM shop. À, được đấy, được đấy. Ok. Nhưng mà mấy cái này thì lên level bao nhiêu? Ồ, ăn được hả? Á đù, ăn được nè. À, level 30. Cái này là lên level 30 chúng ta mới cắn được. Có lên không? Đồ lên nha. À, cái vé tệ của chúng ta có thể lên được level VIP nha anh em. À, nếu mà nó lên được như vậy thì nếu chúng ta ăn hết 10.000 tệ, 9.000 tệ đó thì chúng ta sẽ lên được GM shop. Ok man, GM shop thì phi kim nguyên bọ, kim cương hàng ngày. Thể lực, đó, thịt, rồi rương... đồ lam rồi tướng rồi man cả 100.000 kim cương. Trời 200.000 kim cương luôn. Rồi quy kim cương hàng ngày kì. Điểm danh đây nè. Ủa mà cái gì đây? À lên level anh em. Á đù. Ngon chứ ạ? 10, 20, 30, 40, 45, 50 đúng không? Lên đây là 67, 68, 69 đồ nè hả? Đó, điểm rồi. Này là được bao nhiêu? Không có, nó mất cái khúc đầu mẹ nó rồi. Nói chung thì đây chắc cũng được cả mớ kim cương á. Trời ơi, phiên bản ngon nha. Này hôm á, nhưng mà nó không có tính vô cái quà nạp đầu ta. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi nhập code đi. Đó, có cái hình đó không biết để làm gì đó. Để nó đi từ từ tính. Chúng ta chỉ có 5 code thôi ha. Em thấy cái bản này hôm á. Lận quận là chúng ta chơi cũng ok nha anh em. Ok man. Ủa, cái đó nhập rồi hả? Rồi thì mình nhập cái này. Ok, cũng lên được 1.3 triệu, 1.4 triệu kim cương á. Chúng ta còn chưa coi cái năng động hàng ngày coi nó ra được bao nhiêu nữa kìa. Năng động hàng ngày, phi tệ luôn. Ngon. À mà phi được có 10 tệ à. Hơi buồn ha. Để cắn hết cái đống này coi. Rồi ở trong này chúng ta có hình không? Gì đây? Được 600 ấy nữa, lụm luôn. Để coi lên được level 30 không? Vậy là nhanh nhất. Rồi
xong bỏ nó ra đi. Chúng ta chỉ cần nó lên nộ là chúng ta hót ra được rồi anh em. Đợt trước nó phi không có ngon, đợt này thấy phi hơm hơn nè. Là ok, quyết định là vào chơi thôi. Đợt trước nó phi của bắp lắm. Đợt này thì ổn hơn rồi nhưng mà ok. Rồi mình nếu mua hết cái này thì ủa, hồi nãy chúng ta ủa, á đồ, cả 1 triệu mấy luôn mà bây giờ còn có ít vậy ta. Á đậu, trời, má hồi nãy không để ý mua, trời ơi, mua thể lực hết mẹ nó rồi. Má ơi, tu thiệt luôn á. Á đậu, không nữa. Ơ, ok, su cà nè luôn. Rồi giờ chỉ còn có mấy vé quay thì thôi quay đỡ luôn, quay tạm luôn ha, chứ biết sao giờ anh em. Trời ơi, tôi tưởng đâu là nó ra được cái gì đó nó ngon ngon, ai ngờ. Trời ơi, không để ý, nhìn lại bây giờ nó mất mẹ, nó hết kim cương rồi. Ow. Oh. Ok, đây có sa tăng luôn nè ha, sa hòa hưởng, lưu bị. Trời má, lưu bị nhìn kỳ vậy ta. Nhậm danh danh nữa nè. Ôi tính ra cái bản này việt quá cũng chuẩn hả. Cái này việt quá. Cái này cuồng bạo vũ tăng. Đó. Cái này việt quá của TM Game ha. Này. Ok man. Kiếm con nào mới coi. Không có con nào mới vậy. Không có được một con 3 sao luôn á. Đây có Nada nè, 2 sao, Hồng Hà Nhi chứ. Hoàng Trung. William Bá Tước, méo biết luôn. Phục bộ bán tàn, cũng không hiểu luôn, không biết luôn. À. Hồi nãy là đáng lý ra là chúng ta quay được thêm 10 lần nữa. Ở đây chúng ta quay ra sẽ ra, đù. Có ra được UR luôn hả, Phong Thần Tú Cát. À, hình như đây chúng ta đổi được nè. Quay ra Lữ Bố. Triệu Vân Spider-Man quay này đi. Rồi má hết tiền, không có tiền mà để trời ơi. Chắc ra tạo lại ạc mới để mà vô mà có quay tướng cho anh em coi, chứ vậy là thấy su gà na lắm luôn á. Rồi cái này quay hết nhiêu tiền đây? 150.000 hả? Má ơi. Thôi để về quay luôn đi. Ok. Thôi Spider-Man Quang Vũ đi. Dễ gì 8 lần mà ra được anh em. Đù, tháng hay thì chứ không ra một con luôn. Ghê thiệt. Nhỏ lớn rồi mới thấy ghê như vậy luôn á. Rồi cái này cái gì đây? Trời ơi. À, nhận được Kim Nguyên Bảo nè. Đồ mừ tệ mà nó lên được VIP 25 hả? Còn gì ta? Oh man. À, cái tệ nạp luôn nha anh em. Đồ hôm. Cái tệ ở đây nè, cái tệ ở qua level là chúng ta được tệ nạp nha. À, ngon rồi, rồi ta hiểu rồi, bắt đầu thấy có một ít hứng thú nhẹ đối với chỗ này rồi nha. Được đấy. Mày vô quay hết cái đống này luôn. Trời. 2, 4, 6, má ơi. Kinh hồn vậy.
Má hồi nãy 1 triệu mấy đi nữa chúng ta cũng không có ăn được cái nổi này đâu. Má ơi, game này nó tính tiền triệu quá. Chứ tiền thường là ăn không nổi rồi nha. Ôi trời ơi. Được có đúng một con nữ hoàng Ai Cập lại thôi. Lên level 20 chúng ta mới được một cái 30 tệ nữa. À, phải tạo lại tài khoản vô chơi chứ. Bây giờ có tạo lại cái tài khoản cũng vậy à. Giờ mà muốn mà lên level nhanh thì chỉ còn đúng một cách, đó là chúng ta lấy mấy con này nè. Chúng ta cho nó chạy chạy nhiệm vụ thì nó may ra ha. Đó. Đục con nào ôi cái con ấy cái hiền trưởng gì nè. Đó, ồ nó búp được cái khiên anh em. Ôi man. Cái này là chạy nhiệm vụ chắc cũng khá là lâu quá chứ. Bản này phi nhiều ha. Gì đây? Đánh đấu trường hả? Cho được nhiều kim cương không? Trời ơi, được có 2000 mấy. Mà thôi kệ nó đi. Đục 70 mấy ngàn luôn hả? Ghê hả? Thì cũng được chứ bộ. Nhưng mà tính ra đây gì vậy? Tự đánh luôn. Trời ơi, ba cái đồ quỷ này. Giờ chúng ta đang cần ai xếp chứ méo có cần mấy cái này. Ây da, hơi xù ha. Rồi đem con nữ hoàng Ai Cập vô. Tiến quá, tiến quá âm hồng, không có tiến quá, chỉ có kỹ năng thôi. Á ôi, một lần điểm của nó hết 10 ngàn. Sử dụng để heo ráng lên 20 coi sao ha. Cái gì vậy? Up bot có bạn. Này sử dụng được gì không? Đủ, được một con tư mã ý, ngon ngon. Ồ, được, được, trời ơi, tính ra cũng không có nổi nào. Đi ra gì hả? Méo, má. Rồi heo lên được level 20 nữa rồi hả? Đó, được 5 tệ rồi, được quà này, được quà level hay gì á. Rồi cái này 20 thì chúng ta không thể ăn được cái tệ kia, nhưng mà chúng ta có được 30 tệ nè. Đó, méo lên được VIP đậu xanh vậy là mà nó dung cứ ăn cái này là chúng ta lên được VIP ha. VIP rồi tệ rồi cờ mê các kiểu con đại điểu ha. Đó, rồi anh em nào có chơi thì tải về hả? Link heo sẽ để dưới phần mô tả. À đúng, ở đây được thêm 10 lần quay nữa nè. Vô quẩy rồi. Được con nào 3 ếch cái coi nè. Đậu xanh đó. Đó, trời ơi. Còn hơn là 3 ếch nữa anh em. Ếch ếch rờ. Oh man. Ôi ơi, được húp. Tướng VIP anh em ơi, quá trời VIP rồi. Ok. Hôm nè, ở đâu rồi? SSR. Ủa, đây, được ở trên nè. Man. Được đấy, được đấy. Trời ơi, nãy mà nó ra UR cái nữa là thôi ngã ngửa luôn hả? Nhưng mà thôi, được rồi, được rồi. SSR cũng là hôm lắm rồi. Đây, bé húp về với tôi. Trời ơi, không lẽ
phá nát gạt rồi không, chứ không là vô đem cái này chơi rồi đó. Oh man, mở được con SSR 3S là để là khó rồi mà cái này mở được con SSR luôn. Trời ơi, mấy con UR dưới này khỏi nói rồi ha. Chúng ta có UR Lữ Bố, Lưu Tư gì rồi Sơn Đại rồi đó, có mấy con đó thôi. UR là chỉ có 1-2 con à, 3 con. Còn lần này quay luôn đi cho rồi. Ok, rồi vô đây chúng ta mở được một cái nữa. Trời ơi, cũng không được gì nè. Rồi, ok ha. Anh em nào có chơi thì tải về, link heo sẽ để dưới phần mô tả nha anh em. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, vô đây quay 10 lần luôn nè. Lại là sao hòa hưởng. Có còn gì mới không? Méo luôn. Rồi, dẹp luôn, ok. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn.